Theo kênh Zalati, các trận chiến ở Abdiivka ngày càng quyết liệt. Tính đến 2 giờ ngày 5 tháng 11, lực lượng Nga đang dồn ép quân Ukraine từ hai sườn phía Tây và phía Đông, qua đó cắt đứt nguồn tiếp tế chính của đối phương. Trong đêm tối, các trận đấu súng mỗi lúc một thêm gay gắt. Tăng thiết giáp Nga với hệ thống quang ảnh nhiệt tiên tiến, sẵn sàng khai hỏa vào các mục tiêu Ukraine. Theo kênh Riba, ở sườn phía Bắc gần Krasnogorovka, lực lượng vũ trang Kiev nỗ lực phản công và kìm chân binh sĩ Nga về phía Tây Bắc ngôi làng, giành lại một phần đường ray. Ở sườn phía nam, Nga tiếp tục tiến dọc theo đường cao tốc T0505, cố gắng vươn tới đường Grushevki. Song song với việc này, họ đang nỗ lực phá hủy khu vực kiên cố của Ukraine tại cung văn hóa ở quận Kimik. Nhìn chung do lực lượng vũ trang Kiev dồn dập tiếp viện nên tốc độ tiến quân của Nga giảm xuống. Hiện nay, lực lượng vũ trang Moscow đang tập trung vô hiệu hóa lực lượng tăng viện của đối phương đang ùn ùn kéo đến. Về cơ bản, Nga khống chế bằng hỏa lực đối với toàn bộ các tuyến đường tiếp vận cho lực lượng Kiev, phòng thủ ở nội đô Abdiivka và cắt đứt triệt để tuyến đường sắt. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cũng phải thừa nhận, quân đội Nga đạt được những thắng lợi được xác nhận ở Abdiivka. Họ cho biết, đoạn phim được định vị địa lý được công bố hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 11 cho thấy những bước tiến của Moscow cách thành phố 4 km về phía Bắc. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, binh sĩ của họ đẩy lùi hơn 17 cuộc tấn công của Nga ở phía Bắc, phía Tây và Tây Nam thị trấn. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng của họ tiến hành một loạt cuộc tấn công vào sân bay Dnepryosk nhằm phá hủy các hệ thống radar và phòng không tại đây, nhưng vẫn chưa có kết quả chính xác về thiệt hại. Ngoài ra, vào đêm trước đó, Nga tấn công sân bay Mikorod ở vùng Poltava. Theo kênh Riba, một đoàn phim xuất hiện trên mạng từ làng Demitrovo ở vùng Zaporizhia nơi quân đội Nga tấn công lữ đoàn 128 Ukraine khi đơn vị này đang tổ chức một sự kiện. Theo nhiều ước tính khác nhau, vụ tập kích này khiến 50 lính Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, hầu hết trong số họ là sĩ quan. Ria Novosti đưa tin, một nhóm trinh sát của Sư đoàn Dù Sơn Cước cận vệ số 7, mang tên Novodosysk của Nga, loại bỏ các tay súng đối phương đang cố gắng trấn giữ một thành trì ở khu vực Vybovoje và Rabotino thuộc vùng Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong quá trình phòng thủ tích cực tại các khu đình cư Vyobovoye và Rabotino ở vùng Zaporizhia, sư đoàn dù Novorossiysk phá hủy các đội hình đối phương đang cố gắng giữ vững cứ điểm sau nỗ lực tấn công bất thành vào các vị trí của chúng tôi. Sau cuộc tấn công bằng pháo binh, lính dù Nga bí mật tiếp cận cứ điểm nơi quân Ukraine trú ẩn và tấn công từ nhiều hướng. Sau đó họ giành được vị trí này, đồng thời thu nhiều chiến lợi phẩm là vũ khí nhỏ và đạn dược do phương Tây sản xuất. Ukrainska Pravda đưa tin, quân đội Nga tiến hành một cuộc tấn công vào binh sĩ Ukraine tại một ngôi làng tiền tuyến ở Zaporizhia. Các binh sĩ được cho là tập trung tại một địa điểm để dự lễ trao giải, nhân ngày lực lượng tên lửa và pháo binh. Theo báo cáo ban đầu, có hơn 20 trường hợp tử vong. Đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy, một trong những người lính nói rằng tình trạng khẩn cấp xảy ra trong lữ đoàn đồn trú ở Zaporizhia. Một binh sĩ đơn vị này cho biết chỉ huy quyết định tổ chức lễ trao giải long trọng tại ngôi làng tiền tuyến. Người này nói thêm rằng rất nhiều binh sĩ và dân thường thiệt mạng một nguồn tin trong Bộ Nội vụ xác nhận vụ việc. Lữ đoàn 128 đóng tại Zakarpattia vẫn chưa bình luận về vụ tấn công. Ukrainska Pravda cũng liên hệ với nhóm chiến lược hoạt động Tavria để yêu cầu bình luận nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Sau đó, Trung tâm Truyền thông Chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine cũng xác nhận Nga tấn công các binh sĩ của lữ đoàn xung kích độc lập 128 bằng tên lửa Iskander M, giết chết các quân nhân và gây thương tích ở mức độ nghiêm trọng khác nhau cho người dân địa phương. Kiev Independent đưa tin, quan chức cấp cao Ukraine, Iho Zokova đã chỉ trích Tổng tham mưu trưởng Valery Zaluzhny, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, sau khi ông này tiết lộ tình hình chiến trường với tờ Economist. Ông Zaluzhny trước đó đã nói rằng, bởi vì khi đó chúng ta sẽ giúp cho công việc của Nga trở nên dễ dàng hơn. Tôi chắc chắn rằng mọi thứ đã được đọc rất kỹ ở Nga, ghi nhận và đưa ra kết luận. Ông Zokova cho biết, ông nhận được một cuộc điện thoại hoảng loạn từ một quan chức cấp cao của đồng minh sau khi bài phát biểu của tướng Zaluzhny được công bố. Quan chức này hỏi liệu lực lượng Kiev có đang rơi vào ngõ cụt hay không. Trong bài trả lời phỏng vấn trên Economist, tướng Zaluzhny nói rằng cuộc xung đột đang bước sang một giai đoạn định vị được đặc trưng bởi chiến đấu tĩnh và tiêu hao. Ông kêu gọi sự hỗ trợ nhiều hơn để cải thiện sức mạnh không quân cùng những vũ khí khác.